Đây là chiếc iPhone với iOS 16, trong khi đó đây là chiếc iPhone 7 với những trick jailbreak. Và bạn thấy không, rõ ràng một điều là dev Apple rất là nhàn. Khi nào mà chúng ta bí tưởng phát, bạn có thể nhìn sang những trick jailbreak để chúng ta gọi và đưa lên phiên bản iOS mới. Và hôm nay mình sẽ chỉ bạn xem những tính năng gì mà trên iOS 16 họ đã học hỏi từ những trick jailbreak nhé. Chi tiết hơn mời bạn đón xem trong video này. Cái sự thay đổi đầu tiên trên iOS 16 đó chính là phần màn hình khóa đây, và các bạn sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có những biểu tượng icon nếu bạn muốn setup nhá. Và cái này thì mình thấy rất giống một cái trick ở trên iPhone jailbreak, đó chính là trick complication. Và các bạn thấy không? Nhìn như hai giọt nước luôn, đúng là đẹp Apple khác làm đẹp thật các bạn ạ. Và không khác gì những trick jailbreak luôn. Tuy nhiên, nó sẽ không chỉ dừng lại việc các bạn set như này nhá, mà chúng ta sẽ có những tùy chọn khác nhau. Cụ thể bạn sẽ có set nhiều loại màn hình, và khi bạn bấm vào phần thêm mới đây, chúng ta sẽ có xem những thể loại như nổi bật này, sau đó emoji này. Và với mỗi thể loại thì bạn sẽ có một cái loại giao diện khác nhau nhá. Và cá nhân mình đánh giá thì nhìn tương đối đẹp mắt và ấn tượng. Chúng ta sẽ có những phần như kiểu thiên văn này, sau đó là collection vân vân. Cá nhân mình thấy khá hay. Thậm chí các bạn sẽ có thể thêm hình người nhá. Và cái hình người này mới là một trong những cái nổi bật nhất. Cụ thể khi bạn bấm vào thêm hình người đây, đôi lúc ấy thì chúng ta thấy rằng nó hơi lag một tí, nhưng không sao. Khi bạn bấm một hình người đây, và nếu bạn di chuyển lên thì người nó sẽ che mất đầu chữ, nhìn một cái rất ấn tượng đúng không bạn? Tất nhiên là khi này ấy, thì chúng ta sẽ bị hạn chế ở những cái phần. Ví dụ như kiểu là nếu bạn thêm hình người ở thị ở trên cái đồng hồ đây thì nó sẽ không thêm được những cái widget, những cái icon. Còn nếu muốn thêm widget icon ấy, thì người nó sẽ ẩn phía bên dưới nhá. Đây, một ví dụ hiển thị cho các bạn xem. Ok, hình người sẽ phải ở bên dưới ở đây. Về các bạn, cái sự thay đổi về phần hình nền này ấy, mình thấy là một cái tương đối là hay. Và cũng sẽ là cái hay nhất ở trong phiên bản iOS 16 này các bạn nhá. Khi mà chúng ta không có quá nhiều sự thay đổi ở những phần bên trong nữa. Tiện đây mình cũng sẽ nói luôn về một sự thay đổi ở phần màn hình khóa nữa. Đó chính là về phần trung tâm thông báo ở đây. Cụ thể các bạn thấy không? Khi bình thường chúng ta sẽ không có trung tâm thông báo, hoặc nếu có nó sẽ chỉ hiển thị rất bé ở bên dưới này. Còn khi mà chúng ta vuốt lên ấy, thì nó sẽ hiển thị full thông báo của tất cả những ứng dụng ở đây. Từ phần thông báo, xóa Lazada, tin nhắn đủ thể loại luôn các bạn ạ. Về các bạn thì cách hiển thị thông báo ở trên phiên bản iOS 16 mình thấy rằng nó thông minh hơn, cũng như là dễ nhìn hơn, tránh hiện tượng nó tràn ngập màn hình nhìn rất là khó chịu cũng như là mất tập trung. Và tiện đây nói về chế độ tập trung ấy, thì mình cũng xin nhấn mạnh các bạn, đó chính là ở trên phiên bản iOS 16 chúng ta có thể link cái chế độ tập trung tùy theo chế độ. Các bạn thấy không, có một biểu tượng hình cái link ở đây, chúng ta bấm vào đây có thể link với cả những chế độ khác nhau. Ví dụ bạn muốn link với chế độ làm việc, hay là mình có một cái mode ở đây, đó chính là mình đã link với chế độ làm việc. Khi bạn bấm chuyển đổi màn hình khóa, đồng thời máy bạn cũng sẽ chuyển sang một cái chế độ làm việc khác với một cái màn hình khác và ứng dụng hoàn toàn khác luôn bạn nhá. Nó giống như kiểu một cái không gian thứ hai ở trên những mẫu máy Android vậy, tuy nhiên có làm khác biệt một chút. Và đây sẽ là một cái mình thấy rất thú vị nhá. Khi bạn set up ở phần giao diện ấy, chúng ta sẽ set up sâu hơn ở phần chế độ làm việc, khi mà chúng ta có thể tùy chỉnh màn hình khóa giao diện này sang chế độ tập trung làm việc khác. Ví dụ như bạn ở nhà, các bạn set up một cái màn hình khác nhau, khi bạn bật chế độ tập trung lên, bật chế độ làm việc lên, nó sẽ có một hình nền khác cũng như một cái ứng dụng khác hoàn toàn luôn. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái mới, đó chính là các bạn sẽ tự động mở những cái app Safari, những cái tab Safari mà các bạn làm việc, các bạn cần thiết lên nhá. Một cái cực kỳ là hay luôn. Về cơ bản thì cái màn hình khóa này chính là cái thay đổi mình đánh giá rằng đáng giá nhất ở trên phiên bản iOS 16 này. Còn lại những tính năng khác ấy, thì với cá nhân mình không ấn tượng lắm. Và dĩ nhiên để trải nghiệm được cái tính năng này ấy, thì bạn cần mua những mẫu iPhone mới. Mà mình khuyên các bạn đó chính là chúng ta nên lựa chọn những mẫu iPhone từ iPhone 12 đổ lên tại các chuỗi cửa hàng, ví dụ như là Cellphone S chẳng hạn. Ở đây thì họ bán iPhone chính hãng, đại lý ủy quyền của Apple nhá. Và bạn nào mà quan tâm ấy, thì có thể click vào đường link mình để bên dưới phần mô tả. Cơ bản coi như là một cái để ủng hộ mình làm ra các video mới cho bạn nhá. Thêm một cái Apple họ copy của những trick jailbreak, đó chính là phần ẩn ở đây. Cụ thể bạn thấy không? Nó hiện tại thì chúng ta đã phải sử dụng cái tính năng đó chính là mở khóa khuôn mặt để sử dụng cho những cái album ở đây. Cái này ấy, thì jailbreak họ cũng đã có khá lâu rồi bạn. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có một cái trick, đó chính là BioXS. Một cái trick khá nổi tiếng mà hầu như ai dùng iPhone jailbreak họ cũng sẽ cài ứng dụng này. Còn hiện tại thì bây giờ Apple họ mới hỏi các bạn ạ. Hơi cổ một tí nhưng mà thôi chấp nhận được. Nói chung sơ khai là thế, mới áp dụng ở cái ảnh thôi. Nhưng mong rằng sau này họ có thể áp dụng ở những cái ứng dụng như ở Facebook chẳng hạn, đỡ cho các chị em tò mò. Một trong những tính năng cực kỳ bá đạo ở trên phiên bản iOS 16 đó chính là cho phép chúng ta tùy chỉnh tin nhắn nhá. Cụ thể các bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn đây. Khi mà chúng ta vừa gửi đi, các bạn có thể bấm đó chính là sửa ở đây. Ví dụ ở đâu đó, anh cần mày. Đấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh. Bạn thấy không? Đấy, chúng ta có thể sửa tin nhắn đây, và tất nhiên nó sẽ hiển thị đã sửa. Lưu ý cái điều này nhá, nó sẽ hiển thị đã sửa đây. Nhưng mà với phiên bản cùng phiên bản iOS 16 thôi. Còn với những phiên bản iOS cũ hơn ấy thì nó sẽ không hiển thị cái này.
Và một điều nữa các bạn lưu ý một điều, đó chính chúng ta có thể hoàn tác, tức là các bạn có thể thu hồi tin nhắn này, phải không? Đỉnh cao, các bạn đã vừa hủy một cái, nhưng lưu một điều, chỉ là áp dụng với những tin nhắn vừa gửi thôi, còn với những tin nhắn cũ hơn ấy thì bạn sẽ không thu hồi được nhá. Đây là một điều các bạn cần lưu ý. Thế nên với những cặp đôi ấy, thì các bạn cứ chụp ảnh màn hình lại cho chắc ăn nhá, tránh hiện tượng thu hồi tin nhắn, một cái cực kỳ dã man luôn. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có sự thay đổi nhỏ nhỏ, ví dụ như ở phần đây chúng ta sẽ có ô tìm kiếm thay vì những biểu tượng, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có một ô tìm kiếm để khi bạn bấm vào đây chúng ta thể dễ dàng truy cập những cái dữ liệu khác nhau, ví dụ bạn tìm thông báo, tin nhắn cuộc gọi, thứ vân vân, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn một cái khá là hay ho nữa mình thấy trên phiên bản iOS 16 nhá, cụ thể với hình người đây các bạn bấm giữ vào, sau đó chúng ta có thể kéo thả cũng như là vào phần tin nhắn ấy, nó ảo ma Canada cực kỳ luôn, các bạn thấy không? Đấy, có thể kéo đi. Và cái trình tách nền này mình phải nói là nó quá bá đạo luôn. Các bạn lại tách nền cách đơn giản và hiệu quả. Thậm chí các bạn có thể tách nhiều người cùng một lúc luôn. Ví dụ mình tách đây. Đấy, ảnh nhà đánh trắng này. Đấy. Nhưng mà đôi lúc nó hoạt động chưa thực sự là chính xác bạn nhá. Bạn thấy không? Nó đôi lúc nó hoạt động vẫn còn không thực sự mượt mà. Nhiều phải công nhận quả tách nền này bá đạo thật. Bạn chỉ việc kéo thả hình ảnh từ album ảnh ra. Về cơ bản thì đó là những sự thay đổi chính ở trên phiên bản iOS 16. Còn về thiết bị hỗ trợ nha, thì với những chiếc iPhone đời mới như iPhone 13 tất nhiên sẽ hỗ trợ rồi. Nhưng với những chiếc iPhone 7 đời cũ như mình ấy đã bị khai tử các bạn nhá, nó sẽ chỉ hỗ trợ từ đời iPhone 8 đổ lên mà thôi. Một sự chia tay với những chiếc iPhone 6S cũng như là iPhone 7 đã rất là cũ rồi. Nhưng dù sao thì mình cũng đã jailbreak rồi, thành ra nó khá thoải mái. Thêm một số vấn đề nữa nhá, lưu ý với những bạn nào muốn nâng cấp iOS 16, đó chỉ là những ứng dụng như kiểu là ngân hàng này, nó có thể sẽ không hoạt động bởi vì nó liên quan đến vấn đề bảo mật nữa. Thành ra một số ứng dụng ngân hàng các bạn sẽ không thể sử dụng trên phiên bản iOS 16 đây. Nếu mà các bạn muốn nâng cấp lên phiên bản iOS 16 ấy, thì các bạn sẽ cần có một cái mẫu máy chuyên dùng để đăng nhập các ứng dụng ngân hàng khác nhau nhá. Và cuối cùng, đó chỉ là nếu mà bạn đã nâng cấp lên phiên bản iOS 16 ấy, khi bạn trở về, nếu các bạn không cẩn thận nhá, các bạn có thể bị mất dữ liệu, treo máy, thậm chí là break luôn. Cái trường hợp này thì trước đây chúng mình đã từng gặp phải rồi, khi mà chúng mình nâng cấp một số cái mẫu iPhone đời cũ lên phiên bản iOS 16, sau đó quay lại phiên bản chính, tuy nhiên thời gian thao tác nó không được chuẩn chỉ cho lắm, thành ra đã có hiện tượng đó chính là break máy. Nên nếu các bạn lên nâng cấp phiên bản iOS 16 ấy, bạn cần lưu ý cái vấn đề này nhá. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ bạn về phiên bản iOS 16. Thời điểm hiện tại rõ ràng là developer beta, thành ra mình không khuyên bạn lên nhé, bởi vì chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, từ những kiểu lỗi, sau đó những lỗi lặt vặt khác. Thêm vào đó bạn sẽ khó khăn hơn trong việc sử dụng những ứng dụng ngân hàng. Thành ra nếu bạn nào đang dùng máy chính ấy, thì mình không khuyên bạn lên. Nhưng mà tất nhiên là trong thời gian sắp tới, cụ thể là tháng 9, tháng 10 khi mà iPhone mới ra mắt thì iOS mới cũng sẽ ra. Còn thời điểm hiện tại nếu bạn muốn thử sức để trải nghiệm cái phiên bản iOS mới thì mình khuyên bạn đó là chúng ta hãy lựa chọn những mẫu máy có thể từ dòng iPhone 12 đổ lên thì tính năng của nó sẽ ok nhất có thể. Và bạn nghĩ sao về phiên bản iOS mới? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Và dĩ nhiên nếu bạn nào đã muốn sắm iPhone 12 thì có thể tham khảo tại những cửa hàng, ví dụ như Cellphone S ở thời điểm hiện tại họ đang có những chương trình giảm giá rất sâu. Cụ thể là chúng ta sẽ đón chờ những phiên bản iPhone mới như iPhone 14 chẳng hạn. Thành ra giá của iPhone 12, iPhone 13 sẽ giảm giá cực kỳ mạnh. Bởi vì đây cũng là một trong những chuỗi cửa hàng họ bán iPhone uy tín rồi. Các bạn có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả để sắm chúng ta những chiếc iPhone mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.